Xin chào các bác, hôm nay hướng dẫn các bác làm con Mitsubishi Triton nhé. Con này bị mất kiểm điều khiển rồi, đang điều khiển từ xa nhé. Chỉ còn chìa cơ thôi và dòng này là dòng không chip nhé các bác. Đây, Mitsubishi. Ok, mất hết chìa điều khiển nhé, chỉ còn chìa cơ. Giờ qua cửa hàng làm lại chìa điều khiển và tích hợp chìa cơ luôn thành chìa gập nhé các bác. Đây, cửa hàng bên em là 142 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội nhé các bác. Đây, ok, tất cả các loại khóa điện tử, ô tô, xe máy, thẻ từ, từ khuẩn nhé các bác. Đây nha các bác, dùng mã KD đổ sang nhé các bác. Đây, bác chủ khách, bác chủ bác yêu cầu làm mẫu B29 này, chữ lá nhé, B của V nhé các bác. Đây, bên em làm là bảo hành 12 tháng nhé các bác, bao bền bao đẹp luôn, bao rẻ nhất Hà Nội luôn. Bên B29 này và bỏ pin vào ra dùng máy cài nó là xong nhé các bác. Giờ dùng máy X300 cài nhé các bác. Đây. Cầu bác bấm lock và unlock này. Đây. Rồi, ok. Ok. Xong một chìa đấy, âm khách cài một chìa thôi. Khách yêu cầu một chìa thì nó sẽ cứ hiển thị một chìa nhá các bác. Đây, ok, là nó làm ngay chìa thì bấm một lần nữa. Tập 2, xong. Ok, xong. Hoặc là rút máy ra test nhá các. Đây. Ok. Đây này, chìa này. Đẹp trai chuẩn luôn. Ok, giờ ra cắt chìa cơ và dán logo nữa nha các bác. Chìa em vừa làm xong này, hai chìa cơ này, tích hợp chìa gập luôn các bác. Ok, bảo hành 12 tháng các bác, giá rẻ nhất mọi Hà Nội luôn, đảm bảo rẻ nhất Hà Nội luôn.